Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Bùi Duy Phương. Hôm nay, chúng ta sẽ cập nhật thông tin mới nhất về đề xuất bỏ thi thăng hạng cho giáo viên và những thay đổi quan trọng trong quá trình thăng hạng viên chức. Theo thông tin từ tránh văn phòng Bộ Nội vụ, đã có cuộc thảo luận và thu thập ý kiến từ các bộ, ngành và địa phương về việc bỏ thi thăng hạng viên chức và kết quả là 94 trên 95 bộ, ngành, địa phương đã đồng tình với đề xuất này. Trong cuộc họp báo chính phủ mới đây, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã bàn về vấn đề này. Ông cho biết rằng trong mọi nghề nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều muốn có cơ hội thăng tiến trong công việc của họ. Điều này cũng áp dụng cho giáo viên và việc thăng hạng giáo viên thông qua chuyên môn, nghiệp vụ là một phần quan trọng của việc xây dựng một đội ngũ giáo viên mạnh mẽ. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh rằng việc thăng hạng giáo viên không chỉ đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ mà còn ảnh hưởng đến chính sách về tiền lương của họ. Ông cho biết rằng Bộ Nội vụ đang xem xét sửa đổi một số quy định, trong đó bao gồm Nghị định 115, để chỉ còn lại hình thức xét thăng hạng nghề nghiệp. Sự thay đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với giáo viên. Trước đây, quá trình thăng hạng đòi hỏi giáo viên phải tham gia thi, đòi hỏi việc ôn thi, chuẩn bị nhiều kiến thức và tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, việc xét thăng hạng sẽ tạo ra một quá trình công bằng hơn. Ông lưu ý rằng việc xét thăng hạng sẽ đánh giá năng lực, chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên thông qua một quá trình dài hơn và không chỉ dựa vào một kỳ thi duy nhất. Điều này đảm bảo tính công bằng minh bạch và chính xác hơn trong quá trình thăng hạng. Bên cạnh tính công bằng và minh bạch, việc bỏ thi thăng hạng cũng có lợi ích khác. Theo tránh văn phòng bộ nội vụ, việc này sẽ giúp tiết kiệm nhiều chi phí cho xã hội. Quá trình thăng hạng giáo viên đang trải qua những thay đổi quan trọng để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả. Việc bỏ thi và thay thế bằng hình thức xét thăng hạng hứa hẹn sẽ giúp động viên và giữ chân giáo viên, đồng thời tạo điều kiện tốt hơn cho họ phát triển trong sự nghiệp giảng dạy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin giáo dục và các chính sách mới nhất nhé hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo